Tại sao không nghĩ đến chuyện là hãy viết ra một mạng xã hội mới để thay Facebook? Vì cái triết học của Facebook bây giờ là nó không phù hợp với lại thế giới nữa rồi. Hai tỷ ba người dùng Facebook tạo ra giá trị thì rơi vào một người gọi là Zuckerberg. Và luật chơi ở trên đấy 2 tỷ 3 người không được quyết định. Và Facebook mà đi đến các nước thì bảo tôi không tuân thủ luật pháp địa phương, tôi có luật pháp riêng của tôi. Thì tại sao mình không nghĩ ra một mạng xã hội để những người chơi trong đấy quyết định luật, quyết định cuộc chơi của mình và giá trị tạo ra được chia sẻ, và tôi đến đâu tôi tuân thủ luật pháp, nhập gia tùy tục. Viết ra được một cái mạng giống như Facebook có nghĩa là bình thường. Mà viết được một cái mạng Facebook thì kinh hoàng luôn, vì hiện nay nó chi hàng chục tỷ nghiên cứu một năm. Nhưng giả sử mình viết được một mạng như Facebook thì đấy là bình thường. Mình phải thay đổi được triết học của Facebook ấy, thì cái đấy mới là giá trị. Tức là bây giờ mạng xã hội của tôi là giá trị được chia sẻ với tất cả mọi người, là mạng xã hội của tôi là luật chơi được anh em mình cùng quyết định, mạng xã hội của tôi được may đo theo luật pháp địa phương. Thì ra một cái mạng xã hội như thế thì may ra mới có cửa thẳng. Thế cho nên là may được một cái áo giống người khác chưa phải là giỏi. May một cái áo với một triết học khác thì đấy mới là cửa thành công. Và tại sao mình không nghĩ đến là làm một cái công cụ tìm kiếm để cho mẹ mình ấy là nói một câu ấy, tức là mẹ mình ấy thì nhớ mang máng ngày xưa ăn một cái bánh đúc ở đâu đấy ở Hà Nam năm 1937. Và bây giờ trước khi chết muốn ăn lại cái bánh này. Mà cụ thì không biết gõ máy tính. Cụ nói này này. Và máy tính không phải đưa ra 1 triệu câu trả lời, mà đưa ra 1 câu trả lời thôi. Vì nếu 1 triệu câu trả lời thì cụ không biết đọc cái gì.